Bạn đã từng đặt ra những câu hỏi: tại sao tôi chỉ giới hạn ở mức năng lực như vậy? Tại sao tôi chỉ giới hạn ở thu nhập như thế này thôi? Tại sao chất lượng mối quan hệ của tôi chỉ đạt ở mức bấy nhiêu? Và tôi luôn mong muốn có được một cuộc sống thành công viên mãn như gia đình hạnh phúc, sức khỏe hoàn hảo, thu nhập cao, địa vị xã hội hơn người và nhiều người ưa thích. Nhưng rồi tại sao điều đó dường như lại quá xa vời với tôi đến thế? Những câu hỏi trên, mong muốn trên cũng chính là điều mà tôi cũng như tất cả chúng ta ở đây đều có chung một mối bận tâm, đúng không? Bạn biết người Do Thái? Không phải ngẫu nhiên mà người Do Thái có thể trở thành dân tộc thông minh nhất thế giới, đồng thời sở hữu rất nhiều các tỷ phú hàng đầu, điển hình như ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, ông chủ Amazon Jeff Bezos. Người Do Thái chỉ chiếm 0,2% dân số thế giới, nhưng lại chiếm đến hơn 80% tài sản thế giới là của người Do Thái. 25% các nhà khoa học trên thế giới như Albert Einstein, Simon Frank, Otto Frisch đều là người Do Thái, và hơn một nửa giải Nobel ở nhiều lĩnh vực đều rơi vào tay người Do Thái. Cho nên, không quá khi tôi nói rằng người Do Thái không chỉ thông minh mà còn là dân tộc giàu có nhất thế giới. Vậy, điều gì khiến cho dân tộc người Do Thái trở nên một dân tộc khác biệt như vậy? Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện sau đây. Ở một đô thị nọ, có một kẻ ngốc đang sinh sống trên lợn trường ăn xin để duy trì sinh hoạt. Một ngày nọ, có một quý ông cao tuổi đi ngang qua muốn bố thí gì đó cho kẻ ngốc. Lục lọi trong túi thì tay quý ông đó nắm được 2 tờ tiền. Một tờ tiền trị giá 10 đô và một tờ tiền trị giá 1 đô. Tuy nhiên, quý ông này đã nảy ra suy nghĩ tuyệt diệu, nói rằng: hãy lấy đi một trong 2 tờ tiền này. Một tay thì nắm tờ tiền trị giá 10 đô, còn một tay khác thì nắm tờ tiền trị giá 1 đô. Kẻ ngốc thiếu niên này đã chọn 1 đô la mà không hề nghi ngờ gì. Sự việc thế này đã khiến cho quý ông lấy hết sức ngạc nhiên. Ông ấy nghĩ rằng tất thảy mọi người đều sẽ chọn 10 đô, mà tại sao thiếu niên này lại chọn 1 đô la vậy? Thế nên, như thể lấy làm rất thú vị, ông ấy thực hiện lại hành động này thêm một lần nữa. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, dù được lựa chọn lại, thiếu niên này vẫn lấy đi tờ tiền trị giá 1 đô. Do đó, nội dung ấy đã được truyền ra khắp cả đô thị và cả đô thị láng giềng thông qua miệng của quý ông. Và hết thảy mọi người đã tìm đến để gặp thiếu niên này để xem lời của quý ông là đúng hay là giả dối. Và họ cũng làm hành động giống như quý ông nó, đưa ra một tờ tiền trị giá cao hơn và một tờ tiền trị giá 1 đô và nói rằng: hãy lấy đi một trong 2 tờ tiền. Và thiếu niên này cứ tiếp tục lấy đi duy trì 1 đô la mà không hề nghi ngờ gì. Thế nên người ta ôm lấy bụng mà cười sằng sặc trước hành động ngốc nghếch của thiếu niên này và nghĩ rằng cậu ta không hề biết đến giá trị của tiền bạc. Bởi vậy, một ngày nọ, một người đã hỏi kẻ ngốc thiếu niên này. Người ấy hỏi rằng: cậu không biết cái gì là lớn hơn giữa tờ tiền trị giá 10 đô la và tờ tiền trị giá 1 đô la hay sao? Người thiếu niên trả lời: tờ tiền 10 đô la có trị giá lớn hơn. Thế nên, người này quá đỗi ngạc nhiên. Tại sao cậu không lấy tờ tiền lớn hơn ấy mà lại lấy đi tờ tiền 1 đô la có giá trị nhỏ hơn vậy? Thiếu niên này vừa cười vừa trả lời rằng: nếu như tôi đã lấy đi tờ tiền trị giá 10 đô la thì tôi chỉ nhận được số tiền ấy một lần mà thôi. Nhưng bởi vì tôi đã nhận tờ tiền trị giá 1 đô mà chẳng phải bây giờ tôi cứ tiếp tục nhận được 1 đô la nữa hay sao? Vậy điều gì đã làm nên điều khác biệt?
Chính tư duy khác biệt của người Do Thái đã biến họ trở thành một dân tộc thông minh và giàu có nhất trên thế giới. Vậy, tư duy và tầm nhìn của bạn ngày hôm nay sẽ quyết định 80% thành công của bạn trong tương lai. Bạn giàu hay nghèo, điều đó quyết định bởi tư duy của bạn. Thay đổi tư duy, đó chính là bí mật thành công của các tỷ phú trên thế giới. Vậy, tư duy là gì? Chúng ta nên thay đổi nó như thế nào? Và làm thế nào để chúng ta sở hữu được tư duy đúng? Hãy đừng rời khỏi màn hình và ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ với bạn phương pháp tư duy dưới dạng mô hình. Chắc chắn sẽ giúp thay đổi cuộc đời bạn một cách ngoạn mục. Mô hình này là gì? Đó chính là Logical Level, tháp tư duy. Tháp tư duy lần đầu tiên được đề xuất bởi Robert Diels, thường được sử dụng trong lập trình ngôn ngữ tư duy, đã giúp thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới. Và bây giờ, tôi sẽ chia sẻ qua về tháp tư duy này đến với tất cả chúng ta đang xem video này nhé. Mô hình tháp tư duy cơ bản bao gồm 6 cấp độ tăng dần. Tầng thấp nhất là môi trường, tức là những yếu tố xung quanh ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chính bạn. Câu hỏi ở tầng này thường là câu hỏi where, ở đâu, when, khi nào. Ở tầng 2 là tầng hành vi. Câu hỏi thường đặt ra là what, cái gì. Tầng 3 chính là tầng năng lực. Câu hỏi thường đặt ra là how, làm như thế nào. Tầng 4 thuộc về niềm tin và giá trị. Câu hỏi ở tầng nhận thức này, người ta thường đặt câu hỏi với why, tại sao. Ở tầng thứ 5 chính là tầng nhận dạng, tiếng Anh gọi là identity. Trả lời câu hỏi tôi là ai. Tầng cuối cùng chính là sứ mệnh của tôi là gì. Câu hỏi ở tầng nhận thức tư duy này chính là who else, tôi sẽ phụng sự cho ai. Những người thường xoay quanh các câu hỏi ở hai tầng đầu tiên đó là những người thuộc tầng lớp công nhân hay những người thuộc tầng lớp lao động giản đơn. Còn những người thường đặt câu hỏi ở hai tầng tiếp theo là những người thuộc tầng lớp quản lý. Và những người đặt câu hỏi ở hai tầng lớp trên cùng, họ thực sự thuộc về số ít những người lãnh đạo thành công trong xã hội. Và bạn hoàn toàn có thể nhận biết ai đó đang ở cấp độ tư duy nào thông qua câu hỏi mà họ thường sử dụng để thảo luận một vấn đề hoặc một tình huống nào đó. Nếu như chúng ta thực sự mong muốn phát triển bản thân, muốn đạt được sự thành công trong cuộc sống của mình, thì chúng ta cần phải nâng tầm cấp độ tư duy của chính mình. Vấn đề sẽ được thay đổi khi bạn thay đổi cấp độ tư duy của bản thân, và khi ấy bạn sẽ có một góc nhìn và tư duy hoàn toàn mới. Ngày hôm nay, tôi lấy một ví dụ khi bạn đặt ra mục tiêu đó là làm chủ được tiếng Anh. Thay vì bạn lay hoay trả lời các câu hỏi tôi nên học tiếng Anh ở đâu, học ở nơi nào thì tốt nhất, khi nào thì bắt đầu học, và bắt đầu học từ cái gì? Thay bằng những câu hỏi đó thì bạn nên đặt ra các câu hỏi và trả lời các câu hỏi như tại sao tôi cần học tiếng Anh? Phương pháp học tiếng Anh nào thì hiệu quả? Hay tốt hơn nữa thì bạn nên đặt ra các câu hỏi ở tầng cao hơn đó là tôi sẽ là ai sau khi tôi làm chủ được tiếng Anh? Và sứ mệnh của tôi là gì khi tôi sở hữu được mục tiêu học tiếng Anh? Đây mới chính xác là tư duy của những người thành công thực sự. Và nếu chúng ta có được những tư duy như vậy, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ hoàn toàn chinh phục được mục tiêu nói tiếng Anh của bạn. Dù bạn đang ở tầng lớp nào trong xã hội, người làm thuê, người làm chủ hay nhà đầu tư kinh doanh, thì khi bạn đối mặt với bất kỳ vấn đề nào hay tình huống nào,
Chỉ cần bạn sở hữu tầm tư duy ở hai cấp độ cao nhất thì bạn sẽ dễ dàng vượt qua mọi vấn đề và thành công sẽ tiến gần đến với những người như bạn. Và ngày hôm nay, câu hỏi đặt ra đó là: bạn hãy tự đánh giá mình đang ở tầm tư duy nào? Và bạn đã trả lời được câu hỏi Who else? Chính là tầng tư duy cao nhất, sứ mệnh của cuộc đời bạn. Vậy, bạn muốn biết sứ mệnh của cuộc đời bạn là gì không?